cho các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cảnh báo của chức năng trên con camera Caracam. Bạn vào phần mềm, bạn chọn con cam của mình với tài khoản cao nhất, bạn chọn vào bối cảnh đây, vị trí bối cảnh đây, chọn vào thì một cái cảnh báo sẽ hiện lên, bạn có muốn quay về trang chủ, bạn ok ha. Ở đây bạn bật cái này lên, nhớ bật lên. Ở đây thì có hai phần, một cái là trên đường, trên đường có thì mặc định sẽ mở hết tất cả, và cái trang chủ, trang chủ thì nó chỉ có camera phòng khách là tên camera bạn đang cài đó, được mở và phát triển chuyển động, phát triển con người đều bị tắt ha. Nó có hai chế độ các bạn nhé, xong bạn chọn lưu. Rồi lưu như vậy đã xong. Sau khi lưu rồi muốn sử dụng tính năng đó, bạn chọn vào đây, đây là chọn chế độ trên đường nè, nó sẽ báo nè ha. Bạn chọn chế độ trang chủ thì camera sẽ báo trang chủ đây, thì khi trang chủ này thì con camera sẽ không báo lên điện thoại nữa, có gì cũng không hề báo lên. Còn các bạn chọn chế độ trên đường thì con camera khi phát hiện chuyển động sẽ báo lên nha. Đó, rất đơn giản. Còn chế độ ngủ này thì camera nó sẽ tạm ngưng tắt, không xem được nha các bạn. Đó, chế độ ngủ nè là không ghi gì hết nha, và không cảnh báo nữa các bạn nhé. Cho nên là bạn lưu ý. Đó, trang chủ thì camera không báo. Đó, trên đường. Đó, trên đường thì phát hiện cảnh báo thì camera sẽ báo và báo lên trên điện thoại. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ báo lên đó.